when you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Xin chào mọi người nhá, chúc anh em buổi trưa vui vẻ. Đào luôn à, ôi thế định bầu mình chết luôn à. Hơi khó nhỉ, bầu bạn xa xong rồi chơi kết hợp đào mình thì may ra được. Xin chào anh em nhá, chào Tuấn, hello Hoài Lam, hello Hào tên đầu, tất cả anh em nhá. Cơm nước thì chưa, anh mới làm tí mì tôm ăn tạm rồi. Like nói chuyện vui vẻ, nói chuyện chiêu chiêu cho em ngủ trưa với. Ok nhà Hào nha, anh em xem like vui vẻ. Hôm nay chúng ta tiếp tục on Gunny Origin và test vũ khí mới nhất của Gunny Origin. Đấy chính là, ơi kìa, khéo nó đào chết tôi đấy. Đấy chính là Legion, Legion Lỏ Thần. Không biết sau khi ra Legion Lỏ Thần thì vũ khí tiếp theo sẽ là gì. Anh em đoán xem sau Legion Lỏ Thần sẽ là vũ khí gì đây. Test súng điện hôm qua anh test rồi mà. Hôm qua anh chơi cả hai vũ khí, cả súng điện cả Lỏ Thần, nên nay chơi tiếp tục luôn. Đào phết. Rồi mẹ, bây giờ tôi bay qua tôi bâu, khi mà tôi mất máu thì nó phải thốn như thế nào. Vừa là Lỏ Thần kết hợp với con Kim Long thì mất nhiều máu. Bây giờ bắn mê gì mít thế, vừa bắn trúng rồi mà. Bay khéo không có tên, hắn này múc chết mình đấy. Không có tên này bị đào chết thì kỳ á. Nhiều khả năng không bay mít được. Rồi, bâu rồi anh em này. Đỏ thần bâu. Thế đâu anh em? Ui giời, không cần hit gì cả vậy. Tun rồi à? Ra Lỏ Thần này mà ông nào mà cứ sơ hở một cái là pô chết ngay anh em. Cho anh Đức lấy vợ sớm à? Lấy vợ sớm lại làm gì? Để lời du thêm buồn. Chào Thắng Phạm nhá, hello em. Trai đồng đội này, bắn hụt nãy giờ đấy. Có vũ khí mới mà mạnh xong rồi ấy, test đã nhỉ anh em nhỉ. Nhưng mà mạnh quá thì cũng không được hay cho lắm. Đấy, được. Tự nhiên bắn chuẩn phết.
Đào vào đầu miễn kháng này. Nhập PC của PC đào của này dễ miễn kháng lắm. Origin thì không miễn kháng. Gunny PC bảo trì rồi lên xem anh đỡ nghiền à? Ừ, anh cũng đang lốc Gunny PC ở đây mà vẫn xem khi nào hết bảo trì. Đây, ví dụ như đây là Gunny đang bảo trì đến 12 giờ 30 à. Anh đang lốc để chờ hết bảo trì rồi nạp xu cho mấy anh em. Nạp xu cho mấy anh em. Lúc đầu nó hiện 11 giờ 30 đấy, giờ nó hiện 12 giờ 30 rồi, khả năng có cái gì mới. Có bạn nào S12 làm team không anh em? Vừa lấy định đi hai ác mà thôi, chơi một ác vui vui. Từ tôi sửa lại màn hình ấy nha. Cho nhỏ đọc chat anh em cho nó dễ. Em rủ anh Vinh sang Bắc Linh nhậu với giới thiệu con em cho mà anh Vinh không sang anh ạ. Sao giới thiệu cho anh thì giới thiệu anh Vinh. Ừ. Hay thật đấy nhỉ. Có bộ đột biến 5 triệu à anh? Bộ mới hả? Sao đợt này ra bộ 5 triệu nhanh nhỉ? Đã ra bộ mới rồi hả? Ghép lẻ có vẻ hơi lâu nhỉ, để kiếm bên này tội nhiều lick không? Toàn lick to thôi. Toàn lick trâu thôi, ngại lốc. Để tôi rủ xem ai chiến thần không? Chủ team đi cho nó có team. Mình có toàn nick to to lười. Cứ sẵn sàng đi đã. Anh Vinh đồng hương với em à? À được. Nhưng mà sao sao Bắc Linh em làm Bắc Linh à? Đáng nghĩa lịch của bọn anh cuối tuần này có mặt ở chỗ lãm làng Bắc Linh này, nhưng mà đang hủy kèo. 5 triệu bộ đột biến nhỉ, cũng được. Ra Pixie đột biến còn là 5 triệu có đột biến ấy. Origin này đầy bộ đất vãi ra. Wow, nhìn thấy số 1 là thằng cha nào cày ác đấy. Rồi rồi rồi, 18 cm 60 phút lên số 1. Ơ, số 1 là thằng cha nào đây nhỉ? VIP 1 sao nó cày cái đấy nhỉ? À đâu? Một đồng đội mình, à đâu nhỉ? À, đối thủ à? VIP 13, cày cái đấy gớm nhỉ? Nó bị đào chết rồi. 1-1 à? Chơi đào mình rồi anh em ạ. Đấy, đi lẻ này căng phết đấy. Mình nỏ thần thế mà vẫn bắn sau ông cha kia, anh nhẹn gớm phết nhỉ? Nỏ thần xong rồi cầm cả pet nhanh nhẹn cao rồi nữa. Mít rồi. Fake không? Fake. Fake. Ôi không fake à? Thế thì hỏng rồi. Tối mấy chị em công ty với em rủ nhau sang phòng em nhậu. Vì thế mà không rủ sớm đi, để anh Vinh anh sang rồi cho anh ké nữa, biết đâu có chân. À, chắc giờ đào và chuyển qua đào bạn này rồi. Giờ chuyển qua đào bạn Đoàn Sơn rồi. Ồ. Ừ, như thế bay sang bên kia đào chết đông xa luôn đúng không? Quên đấy. Đào chết đông xa luôn. Thảo ơi, bay sang này đào chết đông kia chứ này. Chết bọn này thì cũng không ổn. Kia nó bầu cá chết. Rồi, test đào vũ khí này, đào đầu luôn. Gì bố con thằng nào? Đào đầu luôn anh em ạ. Ôi, chết ngay. Đào đầu cũng bẻ đầu, giữ tơ nha người anh em. Giữ tơ để chuẩn bị băng cứu cho cái. Sợ em đùa, ừ, rủ nhiều khi khó. Ơ kìa. Phải nổi. Mẹ thế thì nó lên pháo đài nó bao chết. Chờ. Đã bắn mít thì phải giữ tơn chứ. Mồm thì bảo mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng queo.
nó bật pháo là nó bật chống đào, đào chết thì khóc. Nào. Ờ, thế thì được, đồng đội có hai tên rồi. Còn không crit nữa kìa. Đấy, để tôi bow xa một cái nào. Bow xa luôn. Rồi. À, tên đồng đội trước. À, tên mình ở sao? À mình một bow thôi mà. Bay sang vừa bow vừa đào cho nó sợ. Rồi chào Teo Seum, giới thiệu cho tôi đi, tôi qua luôn, qua luôn. Điên máu thế. Qua luôn. Vì trời dẫn đường như này thì mít thì đách nhau được. Điên. Ôi, nghèo hắn rồi. Để bow xem bao nhiêu ca viên nhá, xem nếu mà không đào chết thì có chết không. Sáu ca phải có rít mới chết anh em ạ. Sáu sáu chín nhỉ, sáu chín ô đâu cũng mạnh nhở. 69 là bao nhiêu anh em? 54 à, 54 cộng pet cắn chết anh nhở. Đấy là chưa giữ đầu, còn pet cắn là 4k, 3 cái mấy, 4k mấy gì đấy. Chưa kể crit. Nó thần đào dẫn dắt xem có sâu không anh à. Sâu. Gani này nhìn lạ hơn cái Dinh à. Ừ, nó ra mới mới một tí. 7k, coi 7k. 79, 63. Thế thì còn cộng pet cắn thì sống được. Rồi. Gặp toàn cớ mới nhờ. Mình nhận đi ông VIP 4 à. Đâu vậy? Hào ngôi, hào ngôi. Ui sao? Thằng cha kia VIP 4 là mình đang có chết vớ vẩn bắn sau nó. Ghép lẻ toàn gặp châu bò này, này căng nhờ. Càng quá. Ủa? À đâu? Này team mình mà nhờ. Trời ơi, mình cứ tưởng cái thằng bé team mình. Đùa. Ngáo mợ ra rồi. Ô tưởng ông bé team mình chứ. Chán thật đấy. Ui. Trời, tưởng thằng bé thì mình bay qua để chuẩn bị đào thằng này nhiều. Bay qua để chờ kích bâu đào. Tấu hài bố nó rồi. Nhầm. Có nhìn kiểu gì nhỉ? Mình là VIP 14 đúng không? Nói chứ nhậu ở Bắc Linh là anh qua ngay. À quên, nhầm nhầm Bắc Giang, mà gần chỗ nào Bắc Giang là anh qua ngay, còn tận Bắc Linh thì thôi rồi em. Rồi đồng đội mình bây giờ mới làm VIP 4 này mẹ. Ôi chưa lấy giờ tuyển qua chiến thần đâu nhỉ. Hai băng à. Chết rồi, này chết đồng đội. Kiểu ông nào tầm VIP 11, 12 đi, toàn gặp châu bò này thôi, nhưng đi 12, 13 trở lên. À, chơi mình luôn à? Ôi, có đòn chí mạng rồi. Cũng hên xui anh em. Chứ chắc là không chết thì team kia chết ngay. Đấy, ăn ngay quả crit cuối như này. Ác này là bao nhiêu à? Chắc cũng được cỡ 4-500 rồi.
À, rồi 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 rồi, không crit. À, sang hai đào giết đi được đầu rồi. Chưa đi đã kêu rồi. Quả này thì vỡ đầu. Đối thủ vỡ đầu. Qua em bán 200 chứng nhận là anh hùng được 4 cao su à? 4 cao su. Ừ, được đấy, chăm chỉ phết đấy. Cái đấy kiếm đâu bao nhiêu thật anh chẳng biết luôn. Tôi đào ông này rồi nó kích bầu giết ông kia, hỗ trợ đồng đội tí. Đấy, làm gì làm để cho bầu ông kia cho nó thấm. Cái gì là gì? Con to mà đam à? Yên tâm, tôi khắc bầu cho. Để bầu cho nó đã chứ này. Đào ghê à, ghê chứ này. Ui, đừng có fake, đừng có fake. Rồi, chết rồi. Nào, sống không? Vũ khí bầu to kết hợp với lại pet pet mất máu đam to anh em ạ. Sống không? Sống không? Wow! Chết mẹ. Từ 8k. 8972, 8k mấy nhỉ? 8972. Cộng chưa kể crit cộng pet cắn. Thánh đỡ. Dù đối thủ có vẻ trâu bò hơn mình đấy. Bầu bầu vãi trưởng 4 cao su ra bán. Ừ anh biết mà, cứ từ từ chơi có tiền thế là vui rồi. Hôm nay Thanh Minh cũng livestream nữa hả? Thanh Minh là cái gì em? À Tết Thanh Minh á. Tết Thanh Minh à, nay là Tết Thanh Minh à, 3 tháng 3 có nhỉ. Theo ông Lợi Trần nhá. Tết chỗ anh gọi là cả Tết sâu bọ đây em. Thôi mẹ đồng đội méo thì bắn cái chết luôn này. Đùa. Yêu, nôi. Bay ra đi, ba tia phải ôm vào nó cho nó ấy. Nó có tơn bay hơi thiếu tí rồi. Băng à? Thế nó mà lém vào kia một phát tôi bắn cộng 2 rụng xuống thì vỡ vỡ đầu luôn. Kẹt góc rồi. Ê. Nhờ này đục xuống không biết có vướng không. Thôi hỏng rồi. Bay hơi thiếu tí lực. Thêm lực nữa là đẹp. Anh vẫn chơi Orgin mà. Định bắn nó rụng ôm mình là có cơ hội. Hết tơ rồi, hết tơ. Cái chỗ này điêu quá, nó rụng càng dưới không có góc. Chết. Samurai đào lệch lệch mạnh phết. Mới xem anh like Orgin lại. Chứng nhận anh hùng mở 800 viên thì ra cái hộp có thể mở ra loại mới. Biết vậy mấy hôm trước khoan đã mở. Samurai vẫn là đỉnh ca phá góc à? Đâu bạn ấy đục nó bị trúng dưới nữa. Kể ra mà trúng thằng cha đục thêm tí lực nữa đẹp.
hoặc là đục nhẹ tí để mình có cái góc cái gà bỏ ra. Lại trúng hai viên ở dưới, một viên là có góc. À. Túc tiệp, túc tiệp. Toàn ghép phải đồng đội không được mạnh lắm nhỉ, gõ cái chết rồi. Đám đan cute còn chơi không anh? Chị đội đấy nghỉ tắm tắm đời rồi, nghỉ hết rồi. Trung đội S34 đấy gần như nghỉ hết rồi. Anh tối qua em chơi à? Đấy em rủ anh Vinh Bập đi thì tối anh sắp xếp qua. Bây giờ một mình anh qua ngại lắm. Anh Vinh em mới có như là S20 không, làm tí không. Em với vợ làm gần nhau à? Nghệ An. Em Nghệ An lấy vợ Bắc Linh à, hay là lấy vợ Nghệ An xong rồi hai vợ chồng và Bắc Linh làm. Để rủ danh à, cũng biết cả danh à? À chắc ấy à, danh Nghệ An đây nhỉ. Ừ nắm anh em đấy phết, đây ghép lẻ này hơi lâu. Lẻ hơi lâu. Danh là anh ruột em á, được thế à, lâu quá canh à, anh bắn không đi cùng em lười chơi hay ác quá, em đang sâu màn hình làm việc chơi hay ác nó bị không tiện hủy ghép. À đây 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 ông ơi, chưa nãy giờ không đọc chat vô 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 chán bỏ game à, bỏ game không được rồi. Trên 300 điểm rồi không bắn được. Trên 300 điểm rồi người anh em. Game này chênh nhau 3 điểm chiến thần nó không cho ghép. Ra bắn nhau vài trận lên đi. Anh có nạp full game của Villa Game không? Có. Full game Việt Nam luôn. Game gì cũng chơi. Anh Vinh bận à? Lệch 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 không? Ok anh, vào đây anh em làm trận, bắn cho nó vui. À đâu, đây nick của anh đây đúng không? Đấy mới nạp tiền nick này mà. Đâu ông Phương Đào đâu ông ơi? Vào đây làm trận ông. Phòng 1, 1 luôn. Chắc chê xa đây mà nói chứ có lịch chứ em, tự nhiên đùng phát rủ đi nhậu xa khó phết đấy, gần thì dễ, đùng cái rủ đi nhậu xa đi lại công việc các kiểu nó khó. Đây xíu anh em nhé để kiếm team lạch rồi á. Ủa tưởng nick của ông kia của anh Ngọc cũng tên như vậy mà.
Thôi để ghép lẻ một tí đấy. Chắc mấy ông này toàn dưới 2, trên 2k tí đúng không? Thôi 2k8 biết đấy. Bố lích đấy vừa vào mà sao ta lại không lại lệch nhỉ? Ở đâu? Đây giờ nghỉ game mấy ông này khác nhau à? Nó giống nhau mà. Sao lại lệch nhỉ? À hai ác khác nhau à? Ủa? Hai ác khác nhau anh em ạ. Thì giống nhau. Chưa. Cái này chắc mấy 4 triệu à? À 2 triệu mốt à? Được được được. Nhưng mà trông quả Mark V15 trông khiếp anh nhờ. Nhìn quả Mark V75 nhìn đã. Em nghĩ có mấy con em nên mới rủ uống nhậu à? Ừ. Rồi, tầm này gặp mấy ông như vừa lấy bắn cho nó căng. Anh trai đặt cái tên vãi thật, đặt M và là G ngờ là Duy cày chay à? Duy xin bắn đầu à? Bắn nhau đi anh em, bắn đầu nó mới căng mà. Bắn đầu tức là mình đang rất cần để chiến thắng, mình chơi nó mới căng. Nhậu thì không thì em chạy qua kia. Nhậu qua đâu? Chạy qua đâu em? Ôi thì tôi đứng chỗ này chết đâu anh em, dụng không? Em là em ruột đấy, sinh năm bao nhiêu mà ruột của danh? Ui, không đam à? Tôi chết rồi, bỏ mẹ. Mẹ. Bố mẹ rồi. Theo anh em thì ai sẽ là người ra đi đây? Ủa? Đào dưới à? À, nó có dẫn đường anh em ạ. Nó có chơi dẫn đường má. Ai chơi vậy? Múc bật chống đào, chống đào, chống đào lên múc thằng cha kia rồi. Cho tí đam nhìn ngơ này bắn hụt lắm, hụt nhìn thấy mạnh rồi biết ngay rồi. Thôi vãi luôn, tích lên chứ kìa, bắn ít thôi là được. Ôi tèo rồi. Tèo rồi. Tôi nhặt nốt cho đủ 180 sinh linh rồi, rồi hiện để nó tự do. Ok rồi. Vỡ cái alo luôn. Dính máu. Muốn kiếm vợ cho canh chứ quan trọng gì à? Dạ đấy, xong giới thiệu cho thằng Danh, Danh nó có vợ đâu. Giờ này đi ăn cơm thì anh lại like à, thì vừa ăn vừa like, vừa ăn vừa xem.
ba tơn, làm gì có ba tơn, có bốn tơn thôi. Kệ kệ, từ từ tơn họ anh em ạ. Bỏ qua một tơn rồi mới giải băng. Đào dưới. Đào dưới rồi. Ui, đào dưới này. Kéo phết. Ơi kìa. Tôi mới chống đào à? Thế bỏ hẳn ra kia nó đào chết bây giờ. Nó đang có chống đào mà. Ừ, chỗ đấy nó băng nữa nó đào chết nhỉ, thôi được rồi. Không, chắc không mít được đâu nhỉ. Phết cắn là trúng được. À, anh kia xài gậy mà sợ gì? Biết cắn không? Úi giời mà. Không bắn mít cả góc. Phết vẫn cắn. Gậy này thì đào gì? Chết to, khó chịu phết đấy, khả năng. Ô, thần báo à? Không sao, thần báo thì nó mở băng ngay. Bú à, bú được. Nó mở băng, mở băng. Ai con lắc kia thế, anh có biết đâu được. Chắc anh Ngọc. Đấy, có góc đấy, pháo đài luôn. Có góc, à bầu chết tôi luôn. Bầu phát chết, bầu chết luôn. Có góc, không vướng đâu. À, thôi được. Chà đấy VIP 10 chắc không bao chết được đâu. Thần báo cái này nó hơi si đa một tí. Ồ. Chết không? Mười một k chết động rồi, pet cắn là chết ngác rồi. Cuối cùng thì hắn cũng không giết được team mình rồi. Tiếp tục có đồng đội vào còn áp lực hơn là không có đồng đội vậy. Hình như thế nó vui anh em, áp lực. Hello Tấn Bảo nha. Anh Ngọc bắn gà lắm à. Nói thế. Thấy cũng có gà lắm đâu. Vẫn bầu trúng pha cuối là được rồi. Mấy pha kia nó cao thấp nó hơi lệch tí thôi. Em hơi lâu nhỉ. Cao thấp không biết bắn nào, giảm xíu lực là được. Thí luyện là phải có team. Rồi, máy mới có team. Cái này lấy gặp rồi đúng không? Rồi, tiếp đào luôn, đào từ xa này. Đào từ xa luôn. Sợ. Ô,
Hôm nào chơi Ogin buổi tối chung kết chiến thần à? Chủ nhật đấy hả? Đấy đấy ạ, à, bắn chuẩn phết đây. tí nữa đi, tí thí luyện. Con này đào khiếp, chết rồi. Vũ khí này đào khiếp. Nổ khiếp. Ấy à. Người cấp cao tí. Sát khí dũng sĩ là cái gì? Sát khí dũng sĩ. Ôi, chào chọc. Để còn chơi gần đi không em? Server Brazil 3 giờ chiều reset tuần là lại được quay 700 vé vũ khí rồi. Nếu chơi đấy có kiếm được tiền không? Đúng cỡ map game ba em có cần lấy điểm không ạ? Ấy để nhường mấy bạn ván nữa. Kinh đục ngon nhờ, đục đục mượt khiếp. Đồng đội nhường nhường nhanh. Là bác sang đấy kiếm tiền á, kiếm kiểu gì được, rồi bán lấy đâu ra tiền. Mình thích bắn nhau cho nó căng anh em ạ. Đi anh em toàn bắn 3 bắn 4, chả biết lúc nào bắn 3 bắn 4. Ừ, có ông bắn trước rồi đấy. Chéo đi à? Làm cốc rượu phê quá. Đi làm để uống rượu giờ này. Thanh niên. Ờ chào Khương Lê nhá. Anh 10 giờ hơn mới làm bát mì tôm. Ơ kìa. Làm bát mì tôm mới 2 trứng à đâu, bốc rưỡi mì tôm.
Được, tim căng căng các bạn ấy mấy trận đầu, tự nhiên game ra mấy trận đầu nhiều khi sáng giờ chưa ăn gì mà uống rượu hoa hết cả mắt à? Thanh niên cuộc sống sung sướng của em, mở mắt ra được uống rượu rồi. Anh có chơi game gì khác ngoài Gunny không à? Có em ạ. Gunny Origin, Gunny Private. Xin nó cũng được, kiểu thật ra là mọi người thì cũng quan trọng bốn phá ra, nhiều bạn lười bắn ấy, xong bắn đầu quài, nhiều khi chả biết bắn nào bắn đầu. Xong bốn ván đầu giờ mới bắn chuẩn, bốn ván đầu thì mới phải bắn chuẩn chứ. Rồi một em riêng nỏ đào chỗ này thì một em ngay, ý là đào trúng thôi chứ đào mít thì không bao giờ chết được. Hai viên chết rồi. Đồng đội mình Mark VIP15, đối thủ nhìn khiếp sợ. Được chiến 2 triệu, đối thủ nhìn khiếp. Thôi em đi ngủ tí. Ừ ngủ đi em. Chưa ra đã làm tí rượu à. Đấy, thấy chưa? Sau 4 trận rồi mới bắn chuẩn đấy. Chuẩn chưa? Biết em gặp hai thằng kia ván đầu cho nó thắng, xong nó chửi ngu, xong cười khà khà. Ủa? Đéo đấy. Cho nó xong nó chửi ngu được. Anh hùng xuất chúng luôn. Bạn này kiếm phí 14 lâu rồi sao bắn yếu vậy? Chết luôn. Ok, ngủ đi em. VIP 15 mà. Đấy, thấy hoàn toàn. Đấy, luôn đi. Và nó cũng mình có ngại nhường đâu, nhưng mà gặp đối thủ trâu mãi mới được ván vui vui. Wow. Mẹ chết cũng phải đẳng cấp luôn. Vãi cả pha bay chết được của nó. Được. À, bài chết có thần đấy. Có hồn đấy. Chào Minh Vương nhá, anh bắn trận nào lâu 1 tiếng à? Là sao em? Ý là anh có bắn trận nào thứ 1 tiếng được không á? Nào đào luôn ngay rồi, lại ván đầu rồi má, rồi khi nào mới có ván thứ hai để anh chơi đây, đi chơi game mà. Thôi đào mít rồi à, nó đếch mít anh em ạ. Anh nồi chết luôn.
Khi nào mới có ván thứ hai, thứ hai? Anh em ao đi ngủ hết rồi, xem bây giờ 5-6 ván tự sát. Rồi, hết 5 ván chưa? Map này thì tôi lại bụp đi nhanh. Đi chết luôn. Mấy map to to ấy bắn gặp team như kiểu như này anh được, map to to bắn căng. Con bé này đúng ra các chiêu chả xài mấy nhỉ, chơi bao giờ mới được xài chiêu con bé này ta. Thừa mất tí. Anh ơi em muốn mua boom thì có ai bán lẻ không à? Không. Em xem server có ai có món gì không khóa không chứ làm sao mà biết được. Chơi gà tí đi cho nó biết cắn. Chơi con không biết cắn cứ đụt đụt ấy. Cảm giác nó không được mạnh. Ghê, giảm nhiều được chiến ghê. Buồn ngủ phết, sáng dậy sớm, hơn 8 giờ dậy. Tèo à, nick tèo đây, thằng tèo đây á. Tèo sao mạnh ghê. Thank you.
Phải này phải chơi buổi tối rồi anh em ạ. Chuyện chơi buổi tối thôi. Chơi ban ngày toàn ông mới đi đấy. Không việc khó. Mình không nhường, mình không nhường họ thì họ cũng không hứng bắn nhau ấy. Không vui. Rồi. Đấy, chơi mới vui chứ. Năm trăm k đây mà boom 500k đầy. Được. Sáng nay toàn bạn mới đi thôi anh em ạ. Các bạn mới chơi mới đi chiến thần lần đầu là khó. Nó này đào ác nhỉ anh. Ừ, nó này đào vào đầu vẫn sâu. Nó mạnh ở chỗ đó. Đào vào đầu vẫn xuống đất. Ầm ầm. Nhường quá anh em.
bắn cho vui tí thôi. Sao lại đi nhường? Trúng cái cục đất. Đó. Bắn góc thấp ấy. Phải mà, bắn đầu mà, xin rồi đấy, họ xin đây là này, vâng. Họ xin từ lấy rồi mà tại bắn cho vui để tự sát sau. Ôi chết rồi, bữa nay thì chả cần xin nữa, chết. Đấy, em xin ván 12 điểm. Xin làm gì, thắng rồi đây. Ông này ông đục mình chết là thắng là chắc nha. Về đi tự sát mà. Đủ qua thí luyện từ chơi 1-2 ván nữa, 1-2 ván. Ok bác, thí luyện đi một mình được không nhỉ? Cần tháo đồ chắc khỏi đi. Thí luyện mình chơi chưa quen cái này, chắc đào là chủ yếu đúng không? À, các lốt à. Ây à, không dưới x2 nhỉ?
Bạn này xài vũ khí gì đây anh em nhỉ? Bạn đằng trước xài cái gì nhỉ? Samurai. Chết rồi. Bán một hai ván để tối chơi anh em, chơi ban ngày này toàn anh em mới đi, ngại quá, tôi không thích cái tí luyện này mấy. Sau ván này nghỉ anh em nhé, chiều làm ca nữa đi, chiều chơi tiếp, chiều tối tơn mình rồi. Bằng các lốt luôn. Ôi, thanh niên bay thế rồi sao đào? Và hay nồi. Sao bay thừa tí cho đỡ khổ. Mà bịp luôn à. Chết rồi, cái chiêu này nó đục mất 6 đài à? Quên đấy nhỉ, mình không để ý chiêu này. Đục, nếu mất 6 đài mất trúng đào anh em ạ. Cần gió không? Gió thì không có góc. Không ai đổ. Bà không ai.
Bằng mít luôn. Một một chết luôn được không? Một chết luôn. Một hai nó có chống nào không? Một một thì được. Với cả chiêu pet ném mất chống đào. Bịp thật. Rồi ông kiếm kháng luôn. Có tơn băng đào chết cả đôi. Hơi tơn. Vớ vẩn cân đôi nên đục một 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 chết đi kia. Làm nhẹ quá, hơi nhẹ hơi phí, chắc còn lát góc không phải tuôn, nó mất góc. Mở băng rồi, băng nó mở băng ấy, thần báo này lỗi. Ô, mẹ bay đi bay lại lại dính chỗ cũ à? Má. Gì vậy? Gần hết máu luôn. Bay đi bị đào chết rồi à, ném bét hai mầm xanh à, mít à, sao hôm kia không hiện mít kháng nữa vậy, nó vẫn còn mít kháng mà ta. Rồi bye bye anh em nhé, cảm ơn anh em, để chiều tối bắn tiếp, bắn cho này hơi toàn các bạn mới mới đi thôi nên là không có team bắn mấy. Cảm ơn anh em nha. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ. Mình đi làm việc xíu đây. Bye bye.